thì Thành Long đã tham gia vào tất cả các khâu sản xuất cũng như diễn xuất của phim này, và tôi rất mong chờ những màn võ thuật mà Thành Long cống hiến trong bộ phim này. Khi mà đến với buổi ra mắt ngày hôm nay thì Trang cũng đã tìm hiểu thì đây là bộ phim anh Thành Long đã tham gia vào tất cả các khâu, từ khâu viết kịch bản đến chỉ đạo sản xuất, đến những cái pha hành động võ thuật cũng như là từng lời thoại thì anh đều tham gia rất là nhiều. Và Trang thực sự kỳ vọng đây là một bộ phim, nếu nó là bộ phim cuối cùng thì hy vọng anh sẽ để lại cho Trang những cái ấn tượng khó phai và sẽ là bộ phim mang dấu ấn mạnh nhất của Thành Long từ trước đến giờ. Nó rất là hài hước, rất là kịch tính và hành động của Thành Long. Nói thật Khoa là một fan rất là trung thành của Thành Long và vẫn luôn mong rằng đây sẽ là một bộ phim thành công của Thành Long. Ấn tượng nhất là những pha hành động cũng như là những phong cách hài hước của anh ấy trong những bộ phim, và những bộ phim của anh ấy bao giờ cũng cho khán giả những tiếng cười hay. Mình rất là hâm mộ Thành Long và hâm mộ các vai diễn cũng như là những pha vừa hài hước vì vui nhộn và cũng vừa mạnh mẽ cá tính trong phim này. Là một fan cuồng của anh ấy, không phải là vì những cái hành động nguy hiểm anh ấy có thể làm được, mà vì cái sự vui vẻ vui nhộn trên cái khuôn mặt của anh ấy nhìn là đã thấy vui rồi. Và là thứ nhất là cái lúc mà cái mặt anh nhăn lên. Chứng kiến lại một hình tượng từ hồi nhỏ của Hậu Vô và coi như là để nhớ lại hồi nhỏ Hậu Vô như thế nào, đã có những kỷ niệm như thế nào, thì hy vọng là khán giả cũng sẽ đến và thưởng thức phim 12 con giáp.